Hồ Ngọc Hà tung tin nhắn riêng tư với Lê Thảo Nhi, hành động phía sau gây xôn xao. Với đoạn tin nhắn riêng tư được Hồ Ngọc Hà chia sẻ về á hậu một Lê Thảo Nhi, khiến nhiều người chú ý và đặt kỳ vọng trong thời gian tới, họ vẫn luôn đồng hành, cổ vũ lẫn nhau. Đã 3 ngày kể từ khi chung kết hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam kết thúc và tìm được chủ nhân chiếc vương miện cao quý thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến nàng hậu và hai á hậu Thảo Nhi và Thủy Tiên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Liên quan đến chủ đề trên, mới đây, trên chức năng story của Instagram, Hồ Ngọc Hà đã công khai đoạn tin nhắn gần nhất của mình với thảo nhi lê bên cạnh đó giọng ca em muốn anh đưa em về khẳng định thêm kunas solar way tạm dịch vẫn ngầu như mọi khi thông qua đoạn tin nhắn của thể thấy rằng chân dài họ lê đã chủ động nhắn tin cho đàn chị kể về một người tên g qua người này á hậu một miss universe việt nam được biết hà hồ đã cổ vũ hết mình trong cuộc thi bởi vậy cô đã nhắn tin để gửi lời cảm ơn trước tình cảm trên cựu huấn luyện viên gương mặt thương hiệu đã nhắn nhủ chúc mừng em nhé sau bờ ra hợp yêu tạm dịch chị rất tự hào về em bên cạnh đó bộ đôi mỹ nhân vi còn có gắn thẻ nhau trong bài viết của mình chỉ với một chi tiết trên đã nhanh chóng khiến nhiều người chú ý và dành lời khen ngợi cho mối quan hệ thân thiết giữa hồ ngọc hà và lê thảo nhi bên cạnh đó khán giả cũng đặt kỳ vọng trong thời gian tới họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau và nếu được bà xã kim lý cũng nên chỉ dạy thêm cho đàn em những kinh nghiệm kỹ năng về kết quắc cả hát để có thể hoạt động nghệ thuật cũng như dự thi quốc tế đạt thành tích cao nhất được biết trong chung kết hoa hậu hoàn vũ việt nam vừa qua Bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà cũng xuất hiện và biểu diễn một tiết mục ấn tượng để động viên, cổ vũ cho 41 thí sinh trong đêm thi quan trọng. Cụ thể, chân dài biểu diễn ca khúc vì chính là em trong phần thi áo tắm. Lê Thảo Nhi, sinh năm 1994 tại Đức, trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đã vô cùng nổi tiếng khi hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, kinh doanh và là một người truyền cảm hứng. Về chuyện đời tư, nàng Á hậu từng là bạn gái cũ của Huy Trần, chồng hiện tại của Ngô Thanh Vân. Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Thảo Nhi có khiến một số người tiếc nuối khi cho rằng nhan sắc, vóc dáng cùng khả năng ngoại ngữ, cô xứng đáng đoạt danh hiệu hoa hậu. Về thắc mắc trên, người đẹp tỏ rõ, ở thời điểm hiện tại bản thân chưa thể là hoa hậu để có thể dự thi đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh trong năm 2022 này. Đồng thời, người đẹp cho biết, vị trí á hậu một là hoàn toàn xứng đáng với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh đa chiều để cập nhật các tin tức nóng hổi mỗi ngày. Chiều